chào mọi người. Hôm nay thì mình lại tiếp tục vlog nhưng mà mình lại không có chia sẻ gì thêm. Vì hôm nay mình chỉ có xử lý cái mớ rêu này vì nở ba hồ mình bắt đầu lên rồi. Đang rất là cao. Cho nên là rêu nè mọi người thấy không? Mới đầu nó chỉ là nâu thành mảng, bây giờ nó lên thành sợi rồi. Bây giờ mình phải xử lý nó thôi. Thì hôm nay mình muốn chỉ cho mọi người một vài mẹo để giảm tải cái này. Thì nói chung cách của mình hay làm thì mình chỉ có châm vi sinh và mình thay nước thôi. Thì trong quá trình mình thay nước á thì mình chịu khó mình cậy cái nền á, mình sới cái nền lên để mình hút mấy cái rêu này kèm ra luôn. Và còn cái thứ hai nữa là mình sẽ châm vi sinh và mình cho vi sinh nó ăn để nó xử lý giúp mình một phần. Và công việc hôm nay thì chỉ có thay nước, cạo rêu với lại châm vi sinh như định kỳ thôi. Bữa nay thì hồ bắt đầu cao rồi cho nên là mình sẽ thay nước đều hàng tuần á. Đến khi nào mình cảm thấy mà mình mắt mình không thấy cái rêu ô nữa thì bắt đầu mình sẽ ngưng thay nước lại một thời gian, mình sẽ châm chất đều. Ok, và bây giờ mình bắt đầu đi vào công việc thôi ha. Thì mình tạm ngưng nói ở đây, mình bắt đầu đi thay nước, pha muối và châm vi sinh. Mọi người cùng theo dõi. Mình chiếu sơ cái thông số của cái thùng muối tím mình đang xài nè. Đó, nó cho nè. Salinis là 34 nè đó. pH thì ở 8.2 lên 8.5 nè. Nó cho kali nè, 11 đến 12 nè. Nói chung cái thùng này hàm lượng rất là cao nha. Thì cái thùng này ở nhà sản xuất họ khuyến cáo là 1 kg hình như pha được 30 lít. Nhớ 1 kg 30 lít đó. Đó, cho magie khá là cao nha. Rồi potassium nè.
họ khuyến cáo thì nitrat sẽ là nằm dưới 3 nè đó, phosphate, nitrit, cái này mình cũng không rành lắm nha, mình biết cái này là NO3, cái này NO4 đâu, còn cái dưới này mình không rành lắm nè, ai tìm hiểu sâu thì chắc có thể để ý. Thì cái này thông số nó chỉ sơ sơ vậy thôi. Xem độ mặn có đúng chuẩn trong hồ mình 0.25 không nhé. Đúng ra thì nãy mình sẽ test cho mọi người coi lúc mình pha muối ấy, chuẩn là mình sẽ test xem nó đủ 0.25 thì mình mới đổ vào hồ. Nhưng đây mình cũng không có kỹ lắm, cho nên là mình pha kiểu nhiều quen nữa. Đây mọi người, nhỏ vào đây vài giọt thì chắc ai cũng biết xài khúc xạ kế rồi, thì mình cứ đo bình thường thôi. Cho tràn hết cái phần này, mình đưa ra trước ánh sáng. Xong rồi mọi người nhớ lau kỹ cái màng nha, đừng để nó dính nước. Ví dụ lần sau mình mà có đo nó sẽ đọng cái muối ở đây nè, đo sẽ mặn thêm, nó không có chuẩn xác, cho nên là mình cứ lau cái này cho nó khô để lần sau mình đo nó chính xác. Cái bút độ mặn này bình thường như ngày xưa mình mua hình như là 450 rồi à. Bây giờ nó cũng tràn lan, có loại 150, 200, 250. Nhưng mà mình hay phân biệt theo cách là so sánh thử hai cây á. Mình mua thử cây rẻ tiền với một cây mắc tiền, cầm hai cây so sánh. Mình thấy cây 400+ thì cầm nó nặng tay, nó chắc tay hơn. Còn mọi người muốn xài hàng xịn hơn thì mọi người mua hàng của Đức á, mấy cây của Đức á. Rồi có những cây nó hỗ trợ mình nhòm bóng tối á, nó có đèn cho mình nhòm bóng tối, rồi mình xài hàng lậu này thôi, tầm khoảng 400 là được rồi. Yeah, sau khi hút xong nhìn cảm giác cái hồ nó sạch hơn xíu rồi, hút rêu ra nhìn đỡ hơn xíu rồi. Bây giờ mình cũng phải thay nước đều với mình chăm vi sinh thôi. Thì vi sinh mình chăm nè, vi sinh mình chăm nè, đó mình sử dụng bio-diet, ống bio-diet, thì mình cứ chăm nó 14 ngày mình chăm tiếp. Mình có một thay đổi nhỏ cái chỗ này nè, mọi người nhớ không, trước mình gắn con thủy tinh á, bây giờ nó nở to quá, mình phải thay chỗ đó bằng con sọ. Mình dời nó lên trên góc bên kia rồi, nó nở bự lắm, bây giờ nó nở to cỡ này cơ. Ôi, con vị sọ kia nó tưởng thay nước xong nó râu nó dài thòn luôn nha. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hôm nay thì mình cũng chỉ cho mọi người được một vài mẹo nhỏ của mình khi mình thay nước hàng tuần, với mình xử lý rêu bằng mắt thường, chứ mình cũng chả có đo đâu. Nhưng mà mình nhìn thấy rêu nó lên thì mình nghĩ là độ ba cao, thì mình cứ thay nước đều thôi. Tại vì san hô vậy nó bung quá trời luôn, độ ba cao, độ 4 cao là mấy con LBS này nó căng mà nở miệng luôn á. Thôi xin chào mọi người, hôm nay mình chỉ chia sẻ được đến đây thôi. Chắc có thể những vlog sau mình sẽ có những gì đó mới hơn để chia sẻ cho mọi người. Mọi người nhớ like và subscribe cho mình để mà mình có động lực làm clip nhiều hơn.